Ngày 10 tháng 5, Ủy ban phụ trách tiêu chuẩn về việc đặt tên các thực thể địa lý bên ngoài lãnh thổ Ba Lan đã quyết định đổi tên vùng Kaliningrad. Thay vì tên gọi cũ, giờ đây vùng lãnh thổ hải ngoại của Nga sẽ được Vassava gọi với tên mới là Krulevyki Ogut. Phản ứng trước sự việc trên, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ quyết định của Ba Lan, đồng thời gọi đó là quyết định được đưa ra bên bờ vực của sự điên rồ. Ông Peskov khẳng định, nó không chỉ là chủ nghĩa bài Nga nữa đó là một quyết định được đưa ra bên bờ vực của sự điên rồ. Người phát ngôn địa Kremlin cũng cảnh báo, những quyết định tương tự sẽ không mang lại điều tốt đẹp cho Ba Lan cũng như người dân nước này. Kaliningrad là một trong 46 khu vực hành chính của Nga, nhưng nằm tách biệt với các vùng khác của đất nước. Nó từng là một phần của Đức, nhưng sau Thế chiến thứ hai, khi phát xít Đức thua trận, khu vực này đã trở thành một phần của Liên Xô và ngày nay là Nga. Theo giới quan sát, Kaliningrad là vùng lãnh thổ có tầm quan trọng to lớn vì nó được ví như tàu sân bay không thể chìm của Nga giữa lòng NATO. Ngoài ra, Kaliningrad cũng giáp hành lang Suwanki dài 60 km, nối Ba Lan với các nước vùng Baltic. Đây được xem là khu vực dễ tổn thương của NATO. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, tình hình quan hệ giữa Moscow và Warsaw đã trở nên vô cùng căng thẳng. Hôm 10 tháng 5, Bộ Ngoại giao Ba Lan đã triệu tập đại sứ Nga tại nước này, Sergei Andreyev, để phản đối việc tiêm kích Su-35 của Moscow chặn một máy bay phản lực cánh quạt L-410 Tubolet của Warsaw tại khu vực Biển Đen.